Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là sửa một con biến áp xung. Con biến áp xung của máy đấy, máy nọc nước. Con này là của máy nọc nước Kangaroo các bạn nhé. Đây, biến áp xung của máy nọc nước Kangaroo. Thì cái máy lọc nước là rất hay bị cháy, những cái biến áp xung này mà mỗi một lần cháy biến áp là thay là rất chi là lắm tiền đó. Thì hôm nay mình cũng hướng dẫn các bạn ở nhà tự sửa tự thay luôn, nó chỉ mất tầm khoảng 2.000 đến 3.000 đồng là các bạn mua linh kiện về các bạn tự thay là đã có thể sửa xong được cho mình một con biến áp xung như thế này rồi. Vậy thì để sửa xong một con biến áp xung như này thì các bạn cần phải làm những cái gì? Thì sửa xong một cái con biến áp xung như thế này này thì các bạn trước tiên các bạn cần phải dùng cái đồng hồ này các bạn đo cho mình. Đó. Thì các bạn xác định nó là chết biến áp, hoặc các bạn có cái cách thứ hai để các bạn xác định được nó chết biến áp thì các bạn có thể dùng cho mình một cái sợi đồng. Các bạn kẹp vào để mình hướng dẫn cho các bạn để cách các bạn phát hiện ra là biến áp chết đơn giản mà không cần đến đồng hồ đo. Đây. Đây là một cái sợi dây đồng. Đó. Các bạn cắt ra như thế này cho mình. Các bạn tuốt cho mình hai đầu đi. Đó. Các bạn tuốt hai đầu như thế này cho mình. Sau đó một đầu các bạn cắm vào vô đây. Nhớ là các bạn phải cấp điện nguồn điện 220 vào ổ nhé. Sau đó các bạn cầm cái đầu này các bạn quẹt vô đây cho mình đấy. Nó có điện như thế này thì là biến áp còn, mà nó các bạn quẹt như thế này cho mình tiếp này. Đấy, như này mà nó không có điện là biến áp chết. Thì con này mình đã sửa xong đâu đấy rồi. Đây các bạn nhìn này. Nó cháy toàn bộ. Cháy đen hết cả dây đồng luôn. Đấy. Và những cái sửa và đã thay đây các bạn nhìn này. Đấy, thì để xác định làm sao mà để biết được con nào nó hỏng và con nào nó không hỏng để các bạn có thể sửa được thì bây giờ mình sẽ vào mình hướng dẫn luôn cho các bạn là cách để các bạn xác định được những linh kiện nào hỏng. Thì đây các bạn cần cho mình là một chiếc đồng hồ. Đây các bạn dùng cho mình là một chiếc đồng hồ như thế này. Đó, sau đó các bạn bật sang cho mình là lắp. Đầu tiên các bạn bật sang nấc thông mạch. Các bạn trên đồng hồ các bạn vặn sang cho mình nấc thông mạch nhé. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cho các bạn coi này. Các bạn nhìn rõ cái đồng hồ ạ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo. Đây là kim đồng hồ chạy này. Bây giờ chúng ta sẽ đo bắt đầu từ đây. Đấy. Chúng ta đo đầu tiên chúng ta sẽ đo những con diode. Diode nó chỉ một chiều lên thôi, còn nó mà hai chiều lên thì có nghĩa là con diode đó đã bị hỏng. Cho nên là các bạn ở trong cái một cái bo nó sẽ có bốn con diode. Các bạn đo hết hộ mình bốn con diode. Nếu như mà thấy con diode nào mà lên hai chiều thì các bạn nhấc luôn ra cho mình. Đây mình đã đây ở đây thì mình cũng đã thay hai con chết mình đã thay ra và nó sẽ nhìn nó cũng to hơn hai cái con cũ đúng không? Hai con cũ đây. Nó bé nhưng mà mình thay vào nó không có con bé, mình đã thay con to. Thì đấy. Và tiếp đó là chúng ta sẽ đo đến con tụ, thì ở trên con tụ này của nó các bạn đo xem nó còn sống hay là chết thì nó là con tụ nọc nguồn. Bây giờ chúng ta sẽ lại vặn sang chức năng đo mi. Thì các bạn bật sang nó là 20 mi farad. Đó, thì 20 mi farad các bạn sẽ nó đủ hai, nó đủ đây con này nó là 670 mi thì là khi đo thì là nó sẽ lên là được 0,78 mi, à quên, nó sẽ lên được là một đồng hồ của mình hình như là nó đặt nó nhầm, nó không, để mình nhìn xem nào, con này của nó là 470 mi 50 vôn. Đó thì chúng ta sẽ đo làm sao nó nên đủ 470 hoặc là 450 hoặc là 500 mi thì nó là chuẩn. Còn nó không được đủ đến cái tầm đấy thì nó là sai.
Bây giờ mình sẽ đo. Như là nó đang có vấn đề sao? Rồi, con này thì hiện tại bây giờ mình đang đo là nó được 372 mi. Rồi, đúng rồi, vậy là nên đến 374,6 mi. Đó. Và sau khi các bạn đã đo, các bạn xác định nó ok thì các bạn tiếp tục các bạn đo cho mình đến khi các bạn đã thay thế linh kiện ok thì bắt đầu các bạn đo cho mình đến những cái dây biến áp này xem nó có bị chập ở đâu không này. Thì các bạn tiến hành các bạn đo cho mình 2 giây, đầu tiên đo 2 giây như này. Đó, thông mạch ok. Thì các bạn đến các bạn đo cho mình 1 giây từng dây một vào sơ cấp, từ đầu cắm vào đến dây sơ cấp. Thì các bạn đo đó. Các bạn chuyển kim để nguyên ở cái vị trí Đó. Đây, các bạn để nguyên ở vị trí như này, các bạn đặt sang đây. mà cái kim đồng hồ nó vẫn lên thì Nó nó là sẽ là bị chập. gặp cái dây này, các bạn phải tiến hành các bạn thay. Mà các bạn đo ở bên này xong chuyển luôn sang bên này mà nó không lên thì là dây bị ok, không bị chập, không bị gì. Đó, và tiếp tục các bạn lại chuyển tiếp đến sang bên này. Các bạn đo 2 vế y như nhau như vậy. Nếu như mà dây mà nó không bị chập, không làm sao thì là các bạn tiến hành các bạn đo đến thứ cấp cho mình. Thì thứ cấp ở đây nó là ra là 24 đến 34 V thì chuẩn của Nó nó là là ra 24 V. đó. Thì các bạn đo hộ mình thứ cấp xem là nó có chập hay là nó có ấy không. Thì các bạn cái thứ cấp này các bạn chỉ có cách là các bạn cắm sơ cấp lên và các bạn đo thứ cấp thì cắm sơ cấp lên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình Đo đo thứ cấp xem tiện mình cũng đo luôn xem con máy nó có hoạt động. ổn định bình thường không. Thì là mình sẽ bắt đầu mình cấp điện cho nó. Đó. Sau khi mình cắm cấp điện Thì đồng hồ các bạn lúc này phải vặn về lớp là 200 V DC các bạn nhé. Các bạn nó cho đo về lớp 200 V DC thì nó mới đo được ở cái mức là điện áp 24 V. Còn điện áp 24 V thì các bạn đặt ở lớp 20 V được. Đó, vậy thì ở trên cái dây này nó có dây đỏ, dây đen. thì để đo được thì chúng ta phải Cắm dây đen vào bên que đen tức là cọc âm. Còn dây đỏ thì chúng ta cắm vào cọc dương. đây điện áp ở đây là khi Khi mình đã sửa xong thì mình đo được thì là nó đã lên là 34,2 4,2 V. Đấy. Thì ở cái mức 34,2 V này là máy lọc nước của chúng ta đã chạy được bình thường rồi. Nhưng mà ở trên củ này của nó ghi điện áp chỉ có 24 V thôi. Nhưng khi chúng ta sửa xong thì mình thay nó một số cái con trở với lại cái số đo vòng của mình nó cũng làm nó cũng khác đi một tí cho nên là cái vôn nó cũng nên cao thấp một tí. cái vấn đề đấy thì không sao. Đấy, Quan trọng là các bạn làm sao mà để mà đo cho nó chạy được. Và thứ hai nữa là làm sao mà để cho cái cục biến áp của nó không bị giật hay là không bị ấy ra ngoài, ngoài. nếu như mà nó cháy vừa vừa thì các bạn quét keo cách điện như mình, còn nếu như mà nó mà cháy quá Nó bị cháy nổ hết dây đồng các thứ rồi ấy, thì mình khuyên các bạn là nên tháo ra quấn. Vậy thì quấn quấn cái này thì quấn làm sao? Các bạn dùng dây 0,5, các bạn quấn cho mình là 450 vòng dây 0,5. Còn để các bạn lấy nguồn điện 220 V vào đó thì các bạn muốn nó bền an toàn chắc chắn thì các bạn cứ quấn cho mình 450 vòng. Còn không thì các bạn cuốn 350 vòng hoặc 400 vòng cũng được, không sao. Hoặc là 200 vòng, nó tùy theo cái điện áp ở khu vực các bạn và tùy theo cái lượng các bạn có thể cuốn được. và tùy theo cái số vòng dây đó. Còn điện ra thì các bạn cuốn Cuốn cho mình là từ 100 vòng hoặc là 120 vòng cho mình. Đấy, thì đấy là cái số vòng để các bạn cuốn. Còn nếu như mà các bạn muốn nó chuyển đổi cách khác thì Các bạn sử dụng cái cục, giả dụ muốn sử dụng cục biến áp to hơn thì các bạn chỉ cần tách ra dây ra thôi, chứ thực ra như cục này các bạn không cần quấn, lấy 220 ra sau đó là nối tiếp ra là đường 400 V các thứ nào ok. Chứ những cái cục này thì mình nghĩ các bạn cũng không cần phải quấn làm gì cho mất thời gian. Còn đây là mình đang hướng dẫn là sửa trực tiếp ở trong cái củ biến áp của nó luôn, bởi vì nhà các bạn
bạn chỉ cần bỏ ra 2.000 là các bạn đã có một cái cục biến áp một đồ để các bạn sửa rồi. Đó, thì video hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn đến đây là hết rồi. Nó cũng thời gian video nó cũng ngắn nên là mình không thể ngồi trực tiếp mình làm và mình hướng dẫn các bạn được vì nó quá dài. Thì mình chỉ dạy các bạn cách đo và cách sửa và thay thế. Thì thường thường các bạn cứ đo làm như mình và các bạn sửa là sẽ thành công 100%. Đấy. Còn ai không thành công cứ IB gọi điện cho mình sẽ hướng dẫn làm. Đảm bảo là không con nào là không làm được. Đấy. Đây mình đo lại một lần nữa. Rồi, 34,4 V. Dòng đúng chuẩn, ok. Đây các bạn nhìn nhá. Đấy. Thôi, tụt ra này. Để mình cắm lại cái đồng. Đây các bạn nhớ này, đỏ và đen. Đấy. Kim lên 34,4 V. Đấy. Thôi nhé, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và chúc các bạn làm thành công.